Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba, ngày 10 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem một bản tin rất đặc biệt, đó là việc Joachim Von đến Đức. Đảng quan ngại, còn báo chí trong nước thì im lặng và Ba Đình thì rất lo lắng. Quả thật trong thời gian vừa qua tại Hồng Kông đã diễn ra rất nhiều cuộc biểu tình chống lại dự luật dẫn độ do Trung Quốc đưa ra và khởi xướng, và sau đó là dẫn đến rất nhiều những cái gián đoạn trong cuộc sống của cái đất nước, rất nhiều cái hoạt động về kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội, và đặc biệt là về tài chính của thế giới, đó là Hồng Kông. Và đêm ngày hôm qua, ngày 9 tháng 9, nhà đấu tranh dân chủ hàng đầu tại Hồng Kông, ông Joachim Von đã đặt chân đến Đức và máy bay đã đáp xuống sân bay Thê Cờ của Berlin vào lúc khoảng 10 giờ tối giờ Đức vào thứ hai ngày hôm qua. Và hình ảnh chúng tôi xin chia sẻ với các bạn, đây là hình ảnh ông bắt đầu đặt chân đến Đức sau cái gián đoạn và hành trình trước đó. Và ngay sau khi đến sân bay Berlin thì ông ta đã tham gia vào một cuộc gặp rất quan trọng. Ở đây các bạn thấy phía sau lưng tôi, đó chính là tòa nhà Quốc hội Đức, và ở phía trên đó, ở phía trên nóc thì có một cái trung tâm gặp gỡ và trao đổi do chính tờ báo lớn nhất và hàng đầu của nước Đức là báo Bild đã tổ chức. Và ngay sau đó ông Joachim Von đã được tới dự buổi tiệc Bild 100 của nhật báo Bild được tổ chức trên sân thượng của tòa nhà Quốc hội này. Tại đây ông Von đã tặng được chào đón nồng nhiệt bởi hơn 100 vị khách nổi tiếng trong nước và trên thế giới, và các vị lãnh đạo chính trị cũng như là kinh doanh và xã hội ở nước Đức đã đến đây cùng dự. Và hình ảnh mà chúng ta có thể tham khảo ngay lập tức trên trang của thời báo DE cũng như một số trang truyền thông của quốc tế bắt đầu đưa tải, đó là hình ảnh ông Von đã chụp cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức, ông Heiko Maas, vào ngày hôm qua, đêm hôm qua, tại ngay trên cái tòa nhà, nóc tòa nhà Quốc hội Đức này. Đây là hình ảnh xin chia sẻ cùng các bạn để các bạn thấy rõ hơn. Và quả thật nước Đức là một nơi luôn luôn thúc đẩy và ủng hộ nền tự do và dân chủ trên khắp thế giới. Và đây có lẽ trong thời gian này, đây là nỗ lực của chính phủ Đức đã can thiệp để ông Von rời được Hồng Kông và ra khỏi nhà tạm giam và nhanh chóng lên đường tới Đức trong hành trình kêu gọi chính phủ các nước tự do, dân chủ cùng nhau ủng hộ cuộc đấu tranh đòi lại tự do và cho người Hồng Kông sau khi nước Anh đã trao trả cái đặc khu hành chính này về cho Trung Quốc vào năm 1997. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy ngay lập tức là trên ngày ở đây là hình ảnh lúc mà ông Von đã được trả lại tự do sau 24 giờ tạm giam ở Hồng Kông. Và các bạn có thể thấy rõ ông đã trả lời báo chí rất nhanh và sau đó lập tức rời đi và ra sân bay để sang Đức. Và chúng ta đã chứng kiến hình ảnh trong thời gian vừa qua ông đã có mặt tại Đức vào đêm qua. Và đây là hình ảnh tiếp nữa, các bạn có thể thấy là lễ hạ cờ tại Hồng Kông vào năm 1997, khi mà Anh, Vương quốc Anh đã trao trả cái Hồng Kông trở lại cho Trung Quốc vào thời điểm đó. Và từ đó đến nay thì người Hồng Kông dường như đã gặp rất nhiều áp lực khi họ phải sống trong một cái thể chế, hai thể chế một lúc, tức là vừa là thể chế dân chủ tự do tại Hồng Kông và đồng thời họ lại đi vào cái thể chế cộng sản là độc đảng và một độc đoán tại Trung Quốc ở đây. Và suốt điều này đã dẫn đến là suốt nhiều tháng qua trong Hồng Kông và tại Hồng Kông đã liên tục xảy ra các cuộc biểu tình và tuần hành của người dân ở đây yêu cầu hủy bỏ luật dẫn độ đối với Trung Quốc được đưa ra tại Quốc hội Hồng Kông. Đây là một cái dự luật mà bất cứ người nào mà Trung Quốc cho rằng đã phạm tội với họ thì khi đến đặt chân đến Hồng Kông có thể bị bắt giữ ngay lập tức và được đưa đến dẫn độ đến Trung Quốc để xét xử. Và các bạn cũng đã biết khi những người được đưa đến Trung Quốc thì họ sẽ không được xử với hình thức một cái tòa án độc lập và có nhà nước pháp quyền, mà ngược lại chỉ họ phải làm theo những cái điều mà Đảng Cộng sản ở Trung Quốc muốn. Và điều này đã gây gián đoạn rất nhiều cái hoạt động của trung tâm tài chính hàng đầu tại châu Á, tác động trực tiếp và rất lớn đến trao đổi hàng hóa giữa Trung Quốc, đại lục và các nước trên thế giới. Và hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo trên rất nhiều những trang tweet cũng như trang báo chí quốc tế, báo chí nước ngoài liên tục đăng tải những cuộc biểu tình rầm rộ của những thế hệ trẻ cũng như nhiều người già và nhiều công chức của Hồng Kông đã tham gia phản đối cái dự luật dẫn độ này đã được đưa ra trong thời gian trước đó ở Hồng Kông. Và điều này Trung Quốc tất nhiên là không muốn dòng tiền và hàng hóa của chế độ của bị đình trệ, nên đã gây ra sức ép bằng cách cử cái lực lượng quân đội rất lớn áp sát biên giới Hồng Kông, và bất cứ lúc nào thì họ cũng có thể tràn vào Hồng Kông để thẳng tay đàn áp người biểu tình không vũ khí này. Và chúng ta hãy liên tưởng đến cái vụ Thiên An Môn như trước đó. Và đây là hình ảnh các bạn có thể xem, đây là những cái đoàn xe bọc thép và với cảnh sát dã chiến rất đông của Trung Quốc đã được tập kết ở ngay gần biên giới của Hồng Kông, và chỉ cách ít phút
nếu mà họ đi thẳng từ đó đến đặc khu của Hồng Kông để đàn áp những người dân không có vũ khí và họ biểu tình ở tại Hồng Kông. Và dường như lường trước được những cái biện pháp cực đoan của nhà cầm quyền Bắc Kinh, người dân Hồng Kông đã lên tiếng kêu gọi quốc tế và đặc biệt là kêu gọi chính phủ hãy giúp đỡ họ. Và đây là hình ảnh các bạn có thể tham khảo trên trang truyền thông của đài của BBC cũng như một số đài phát thanh truyền hình của quốc tế đã đăng tải mà ở trong nước không hề đưa tin. Đó là việc Hồng Kông, tại Hồng Kông người biểu tình kêu gọi Hoa Kỳ giải phóng. Những người biểu tình ủng hộ dân chủ Hồng Kông đang kêu gọi Tổng thống Donald Trump cứu giúp khi xuống đường biểu tình gần Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Hồng Kông. Một số người mang biểu ngữ viết Tổng thống Trump hãy làm ơn hãy cứu giúp Hồng Kông và hãy làm cho Hồng Kông được tốt đẹp trở lại. Đây xin gửi các bạn những thông tin này và các bạn cũng có thể trực tiếp tham khảo những thông tin này ngay trên những cái trang truyền thông quốc tế mà trong nước không hề đăng tải. Và cái điều đó vẫn đang diễn ra ở Hồng Kông hàng ngày trong cái lúc này. Và chính quyền Hồng Kông thì hôm ngày 4 tháng 9, trước sức ép của ngày càng tăng của những người biểu tình, họ đã bắt buộc phải ra quyết định rút lại dự luật dẫn độ với Trung Quốc. Đó là hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo cũng ngay trên một số cái trang đài tiếng nói Hoa Kỳ, FIFA, Thời báo DE và một số trang truyền thông quốc tế khác đã đăng tải, nhưng trong nước cũng không đăng. Đó là tại Hồng Kông, bà Carrie Lam tuyên bố rút dự luật dẫn độ. Nhà lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam nói bà đã rút dự luật dẫn độ, gây tranh cãi, nguồn cơn gây ra các cuộc biểu tình trong mấy tháng qua. Dự luật được đưa ra vào hồi tháng 4 có nội dung cho phép việc dẫn độ các nghi phạm hình sự về Trung Quốc, đại lục. Ở đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy là vẻ mặt rất buồn rầu của bà trong cái lúc mà công bố về việc đã rút lại dự luật dẫn độ này. Đương nhiên, cùng thời điểm đó thì phía Việt Nam lại thông qua dự luật dẫn độ với Trung Quốc và điều này dường như sẽ làm bất lợi cho công dân Việt Nam và kể cả bất lợi cho những cái người công dân quốc tế của các nước đến Việt Nam kinh doanh hoặc làm ăn hoặc buôn bán, họ sẽ sẵn sàng bị dẫn độ sang Trung Quốc và bị xét xử không công bằng khi mà nhà cầm quyền tại Bắc Kinh đưa ra cái yêu cầu cho phía Việt Nam. Và ngay lập tức thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng là kêu gọi Trung Quốc kiềm chế tại Hồng Kông. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Max Esper phát biểu trong một cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Landry ở Paris ngày 7 tháng 8 năm 2019. Và họ nói rằng, phía Mỹ nói rằng là Trung Quốc hãy kiềm chế và có nghĩa là không nên đưa quân đội vào trong tại Hồng Kông để đàn áp người dân biểu tình một cách hòa bình như vậy. Vì khi mà điều đó diễn ra thì sẽ gây ra cái xáo trộn rất lớn, không phải chỉ cho Hồng Kông mà cả trên thế giới. Bởi vì Hồng Kông vốn là một cái trung tâm tài chính của toàn cầu đặt ở đây. Và ngay sau cái việc mà người đứng đầu của Hồng Kông đưa ra việc thông báo rút lại dự luật dẫn độ, nhưng người Hồng Kông vẫn tiếp tục biểu tình và vận động quốc tế giúp Hồng Kông giành lại tự do từ Trung Quốc. Và khi đến Berlin thì ông Vong đã tuyên bố rằng chúng tôi kêu gọi thế giới tự do sát cánh cùng chúng tôi chống lại chế độ chuyên chế Trung Quốc. Và ông nói thêm, mô tả về nhà người đứng đầu của Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình rằng ông ta không phải là một chủ tịch mà là một hoàng đế. Và cái điều này chúng ta thấy rất rõ trong thời gian vừa qua thì ông Tập Cận Bình mặc dù có rất nhiều những thỏa thuận với chính phủ Việt Nam, với đảng Việt Nam, Cộng sản Việt Nam, nhưng cuối cùng thì họ vẫn vi phạm và họ vẫn liên tục đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 cùng với đội tàu hộ tống hung dữ vào trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để liên tục gây sức ép và thăm dò ngay trong cái vùng chủ quyền của Việt Nam. Điều đấy Việt Nam đã đưa ra rất nhiều những cái công hàm phản đối nhưng Trung Quốc gần như không đếm xỉa đến. Thì đây là một lần nữa cái dẫn chứng, một lần nữa cho thấy rằng ông Tập Cận Bình đối xử với người dân và với các nước xung quanh giống như một hoàng đế Trung Hoa. Và việc ông Vong đến Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức và sau đó sẽ tới Mỹ là một lộ trình tiếp theo để người Hồng Kông tiếp tục thực hiện cái yêu sách này. Cũng tại cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm 7 tháng 9 vừa qua, bà Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đưa ra phát biểu yêu cầu các quyền và sự tự do của người Hồng Kông phải được đảm bảo. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy trên một số trang truyền thông quốc tế bắt đầu đưa và trong nước, trạng tại Việt Nam cũng không nói điều này. Bà Merkel nói với Hồng Kông dân chủ và nhân quyền. Bà Angela Merkel trong một chuyến thăm chính thức tới Bắc Kinh nói rằng các quyền tự do và sự tự do của người Hồng Kông phải được đảm bảo. Những bình luận của Thủ tướng Đức Angela Merkel được đưa ra vào tối thứ Sáu sau cuộc gặp của bà với Thủ tướng chủ nhà Lý Khắc Cường và lại được nhắc vào hôm sau, tức là hôm thứ Bảy. Khi mà Thủ tướng Đức đã liên tục nhắc nhở điều này thì có nghĩa rằng nước Đức đã phải rất dứt khoát và rõ ràng quan điểm của chính phủ Đức về cái việc mà Trung Quốc không được đàn áp những người Hồng Kông và phải để cho những người Hồng Kông có cái sự tự do. Và điều đó sẽ phải thực hiện, mà
Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc cần phải cân nhắc trong thời gian tới. Và gần đây, đặc biệt là gần đây, chính phủ Đức rất quan tâm đến vấn đề nhân quyền và tự do tại những nước có thể chế độc tài, độc đảng như Việt Nam. Và họ đã can thiệp và giúp rất nhiều tù nhân lương tâm bị nhà cầm quyền tại Hà Nội kết án nặng nề chỉ vì họ đã lên tiếng và cất tiếng nói phản biện, phản kháng một cách rất ôn hòa ở trong nước. Và điều đó sẽ dẫn đến hàng trăm người viết cũng như những cái người nhà báo tại Việt Nam đã bị đưa ra xét xử một cách không công bằng, và rất nhiều người đã bị tống vào nhà tù với mức án rất cao trong thời gian qua. Và gần đây nhất chúng ta chứng kiến là luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự cũng đã được chính phủ Đức ở đây đón thẳng từ nhà tù B14 của Việt Nam tại Hà Nội sang đây định cư và tiếp tục các hoạt động tự do của ông trong thời gian qua mà chúng ta đã chứng kiến. Và tới thời điểm này, trên 900 cơ quan báo chí và truyền thông của Việt Nam với hàng chục nghìn phóng viên ở trong nước vẫn im lặng về chuyến đi vận động tự do của ông Joshua Wong tới Đức và Mỹ sắp tới. Điều này đặt một câu hỏi rất lớn về việc những cái tờ báo này đã dùng ngân sách nhà nước do người dân Việt Nam đóng góp xây dựng và để cung cấp thông tin phục vụ bạn đọc và những cái người công dân trong nước, công dân Việt Nam, thì những tờ báo này đã không đăng tải mà họ chỉ phục vụ cái yêu cầu mong muốn của Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Thì những cái phóng viên báo chí tại Việt Nam hãy nên cân nhắc và các bạn có thể tìm những cái công việc khác phù hợp hơn để làm việc và vẫn có thể viết những bản tin, những cái quan điểm của mình trên những trang mạng xã hội để cho người dân Việt Nam có thể được biết những thông tin và không nên im lặng mãi như vậy. Và ông Nguyễn Phú Trọng và những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam dường như đã cảm thấy sức nóng của phong trào đấu tranh đòi tự do và dân chủ Hồng Kông. Nó có thể lan sang thiêu đốt rất nhanh thể chế cộng sản mà họ đang áp đặt cho trên 90 triệu người dân Việt Nam ở trong nước. Nên họ đã chọn cách im lặng. Nhưng điều đó, điều cái gì đến thì sẽ phải đến, trước hay sau nó sẽ đến mà thôi. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin ngày hôm nay, thứ ba, ngày 10 tháng 9 năm 2019 trước Quốc hội Đức, và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và những yêu cầu để chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp những thông tin mới nhất, nhanh nhất và cập nhật nhất đến các bạn trong thời gian sớm nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin lần tới.